Vâng, xin chào các bạn. Này là mình là Xuân Siêu Xe đây. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Nãy giờ quay clip nên không chém gió với anh em được. Công nhận phê thật sự các bạn ạ. Ôi, cái khúc trong hầm nó phải nói đã gì đâu luôn. Ok, thì hôm nay theo mình được biết thì mấy anh trong hội chơi Siêu Xe Evo Team đang chuẩn bị lên Đà Lạt. Có xuất hiện của anh Phan Công Khanh, thủ môn Bùi Tiến Dũng và cầu thủ Bùi Tiến Dũng nè. Đây được xem là hành trình siêu xe thứ hai xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh hậu giãn cách xã hội. Sau hành trình khởi động cho việc rally lần 2 vừa được diễn ra cách đây 2 tuần. Nổi bật trong đàn sẽ là sự xuất hiện của chiếc Mauren 765LT. Hiện nay có tổng cộng 4 chiếc 765LT đã được đưa về Việt Nam. Xe nổi bật với lớp sơn màu xanh dương vốn chưa từng xuất hiện trên bất kỳ chiếc Mauren nào ở thị trường Việt Nam. Chiếc 765LT này vừa hoàn thành các thủ tục để ra biển số trắng và lăn bánh trên đường phố cách đây ít ngày. Đây cũng là chuyến đi chơi xa đầu tiên của chiếc siêu xe Anh Quốc. Tiếp theo là chiếc Ferrari 488 GTB độ Liberty Watt độc nhất Việt Nam. Nguyên bản xe có màu đen nhưng hiện đây được dán đề can màu vàng. Mauren 570S với gối độ Fortuner VX độc nhất Việt Nam cùng lớp đề can mang phong cách sedan hầm hố. Chiếc siêu xe này từng có thời gian gắn bó với doanh nhân Nguyễn Quốc Cường nè các bạn. Hôm nay thì anh Phan Công Khanh cầm lái chiếc Lamborghini Aventador SVJ màu vàng khá đẹp mắt. Tiếp theo chúng ta có chiếc Ferrari F8 Shibuto thứ 3 tại Việt Nam. Một chiếc Ferrari 488 GTB với ngoại thất mang phong cách sedan khá nổi bật của đại gia An Giang. Cuối cùng là chiếc Ferrari 488 GTB màu trắng. Hiện tại thì mấy anh đang chuẩn bị khởi hành, nên thôi hẹn gặp lại các bạn ở Đà Lạt nha. Để đón xem những video tiếp theo về hành trình này, đừng quên ấn like, subscribe kênh YouTube cũng như là theo dõi fanpage của kênh trên Facebook với từ khóa SSS Automotive Photography. Còn bây giờ, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip tới. Xuân Yên Xe xin chào. Và nếu được, hãy xem hết video để ủng hộ mình nha.
đơn giản chỉ là tám máy. Đứng gần coi chừng mất váy. Ngồi chung là phải thắt dây, không ambulance lại phải nhấp nháy. Nhạc to cửa suicide, all black và logo Gia Lai. Players, OG, monitor like Kobe. Dép lao là của Gucci, gói nằm là Versace. Bên ngoài là